29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Bây giờ mời quý vị và các bạn đến với những thông tin thời sự mới nhất chúng tôi vừa cập nhật. Bệnh viện tư ở Quảng Ngãi từ chối bác sĩ, bệnh viện công nhảy việc sang. Bệnh viện đa khoa tư nhân duy nhất ở Quảng Ngãi từ chối bác sĩ từ các bệnh viện công của tỉnh nhảy việc sang. Việc này nhằm chung tay với ngành y tế tỉnh Quảng Ngãi giữ bộ khung y bác sĩ giỏi ở các bệnh viện công, phục vụ người dân. Tiến sĩ bác sĩ Huỳnh Giới, giám đốc chuyên môn Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng cho biết, thời gian qua, nhiều bác sĩ các bệnh viện công lập tại Quảng Ngãi bỏ việc chuyển sang các bệnh viện tư nhân làm việc. Nguyên nhân chính đến từ áp lực với khối lượng công việc ở các bệnh viện công là rất nhiều, tuy nhiên mức lương nhận được thì lại thấp. Nhiều bác sĩ có chuyên môn cao đã chuyển từ khối bệnh viện công sang bệnh viện tư làm việc. Một số bác sĩ chuyển sang bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng làm việc nhận mức lương cao hơn gấp 3-4 lần so với ở bệnh viện công. Thống kê của Sở Y tế Quảng Ngãi trong giai đoạn 2018-2023 có khoảng 130 y bác sĩ tại các bệnh viện công lập nghỉ việc, trong đó có nhiều y bác sĩ chuyên môn rất giỏi và nhiều bác sĩ được tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng theo chính sách thu hút nhân tài cũng lần lượt chuyển sang bệnh viện tư. Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng là bệnh viện tư nhân duy nhất tại Quảng Ngãi, cũng tiếp nhận nhiều y bác sĩ từ các bệnh viện công chuyển sang. Nhận thấy đây là vấn đề ảnh hưởng đến công tác khám chữa bệnh cho người dân Quảng Ngãi, nhất là số lượng bệnh nhân khám chữa bệnh tại các bệnh viện công vẫn chiếm khoảng 70%. Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng đã cam kết với Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh về việc không tiếp nhận y bác sĩ tự ý nghỉ việc ở bệnh viện công để nhảy sang bệnh viện tư làm việc. Việc không tiếp nhận y bác sĩ nhảy việc từ công sang tư của Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng bắt đầu từ tháng 3 năm nay. Chúng tôi chấp nhận bỏ chi phí lớn hơn để mời các bác sĩ ở nhiều bệnh viện lớn tại thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Huế về làm việc thay vì chào đón bác sĩ giỏi ở bệnh viện công của tỉnh Quảng Ngãi. Mục tiêu của Phúc Hưng vẫn là chung tay cùng ngành y tỉnh Quảng Ngãi nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh cho người dân tại tỉnh nên không muốn lấy bác sĩ tay nghề cao từ đơn vị này sang đơn vị khác. Ông Giới nói. Tiến sĩ bác sĩ Huỳnh Giới, từng là phó giám đốc Sở Y tế, giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Sau khi nghỉ hưu tháng 8 năm 2022, ông Giới đến Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Phúc Hưng làm việc. Điều này khiến ông Giới hiểu rõ vấn đề gặp phải của các bệnh viện công lập khi đội ngũ y bác sĩ có tay nghề cao nhảy việc. Bệnh viện công cũng đang phục vụ khám chữa bệnh cho 70% người dân trong tỉnh, do đó cần ổn định và thu hút thêm y bác sĩ giỏi về công tác tại bệnh viện công. Việc Phúc Hưng từ chối bác sĩ bệnh viện công của tỉnh sang làm việc cũng chỉ vì mục đích giữ đội ngũ y bác sĩ giỏi phục vụ người dân. Nếu bác sĩ giỏi nhảy việc sẽ gây khó cho các đơn vị y tế công lập, vì vậy chúng tôi từ chối tiếp nhận, ông Giới nói. Ông Phạm Minh Đức, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết, với cam kết giữa các bệnh viện công và Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Phúc Hưng sẽ góp phần phát triển toàn diện ngành y tỉnh Quảng Ngãi. Hiện Bệnh viện Phúc Hưng cũng đã kêu gọi rất nhiều bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa từ các đầu tàu y tế Việt Nam về làm việc, thay vì tiếp nhận bác sĩ từ các bệnh viện công là rất đáng mừng. Những thông tin này đã khép lại bản tin thời sự hôm nay của chúng tôi. Quý vị đừng quên like, share và subscribe kênh News 247 để không bỏ lỡ những thông tin thời sự mới nhất trong nước và quốc tế. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.